Tôi là Đinh Quang Tuấn ở xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Nghiện thuốc lá từ năm 1989. Đấy, và tôi thường xuyên bị viêm rát cổ họng, đau rát. Tôi dùng rất nhiều loại kháng sinh rồi thuốc nhưng mà nó chỉ khỏi mà tạm mang tính chất tạm thời, sau đó lại bị lại. Từ tháng 2 năm 2014 thì tôi được giới thiệu và dùng thử sản phẩm Adaptovit của CBD. Tôi đi uống bia, uống rượu, hút thuốc lá, có thể là hàng bao trong một cái buổi tối đó. Đấy, nó bị rát về cổ họng, rát đỏ tấy mà nuốt nước bọt còn thấy đau rát. Nhưng tôi chỉ xịt 5 xịt vào trực tiếp cái chỗ đau rát đó thì chỉ sau khoảng độ 15 phút đến 20 phút là đã thấy nó dễ chịu rồi. Trong một buổi tối thì chỉ cần xịt nhiều nhất là 3 lần như thế thì đến sáng hôm sau tôi soi gương thì tôi nhìn thấy cổ họng hoàn toàn bình thường, không còn đỏ, không còn rát, không còn đau, nuốt nước bọt bình thường, thậm chí là hút thuốc lá đã cảm thấy cũng bình thường, không có hiện tượng gì cả. Thì tôi thấy cái sản phẩm này là nó tuyệt vời như thế. Con tôi, con trai của tôi là năm nay là 6 tuổi thì cháu cứ mỗi lần đi ra ngoài đường mà có gió mà chỉ cần quên không đeo khẩu trang là về là bị viêm họng và ho sù sụ. Đấy, và thường xuyên cái chuyện đó là bị. Còn mùa đông thì bị phải nói là triền miên đó. Mà tôi cũng mỗi một lần mẹ nó mua thuốc cho nó uống thì là hàng túi kháng sinh rồi các loại thuốc là hàng túi. Nhưng mà từ khi tôi thử cho dùng sản phẩm Adaptovit của CBD bắt đầu là từ tháng 2 đó thì cứ mỗi một lần nó bị ho hoặc là bị rát của họ mà tôi soi tôi thấy của họ nó đỏ là tôi cứ xịt như trẻ con, nó bởi vì nó là trẻ con nên là tôi chỉ xịt 1 cho đến 2 lần. Nếu mà tôi cảm thấy nặng thì tôi xịt 2 xịt, còn nếu mà nhẹ thì tôi xịt 1 xịt. Và chỉ sau có những lần nó chỉ sau khoảng nửa tiếng là nó bình thường. Đấy. Còn có những lần nó bị nặng thì tôi phải xịt tới 3 lần trong một buổi tối. Mỗi lần thì xịt 2 xịt. Đấy, và đến sáng hôm sau thì là hết ho, hết viêm họng. Tháng 4 năm 2014 tiền bị thì cánh cửa chém chéo cái ống đồng của tôi, chân trái của tôi. Đến khi sau về khoảng độ 2 tiếng sau thì cái chân của tôi nó sưng như một cái tổ ong. Thì tôi dùng thử cái sản phẩm kem khớp của CBD này. Đấy, tôi dùng thử tới bôi thì sau khoảng độ 1 tiếng rưỡi đấy, thì cái vết đau của tôi nó xẹp trông thấy. Thế và sau qua một đêm hôm đó đến ngày hôm sau thì nó gần như là trở lại, vẫn còn hơi sưng một chút. Hôm sau nữa thì cái chỗ vết sưng của tôi là coi như bình thường.